Xin chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay sếp dâu của chị Thủy các bạn có về giống dâu Hana chịu nhiệt các bạn, siêu trái luôn ha. Bây giờ mình chia sẻ các bạn về cây giống nha, về giá và cũng như cây ha. Các bạn ơi, cây này giống Hana hả chị? Hana. Cái này nhiêu chậu vậy? Cái mà có bông có trái vậy thì 30.000 nè. 30.000 một chậu. Đây còn giống này thì cây chưa có bông thì 20 nha các bạn. Bây giờ chị Thủy sẽ mở cho các bạn xem cái cây đó đang phát triển rất là tốt nha. Cây tươi nè, lá tốt nè, lá dày ha. Và rễ rất là mạnh luôn. Công nhận thiệt, cái này về trồng mau tốt lắm nha các bạn. Cái này là đất ướt á, đất khô là nhìn thấy rõ lắm luôn. Giờ coi cái cây không có ấy nè. Cây này là cây có trái thôi, là 30.000 nha các bạn, rễ tốt nè các bạn. Trồng đảo hả, trồng thứ hai. Rồi bây giờ là cái cây này chưa có trái thì 20 hả? Đúng rồi, 20. Nếu 20. Mà mua 10 cây thì 150. Mua 10 cây 150 nha các bạn. Đây. Cái này là do mình rễ nhiều dữ lắm luôn. Giờ nhìn thấy cái màu không có rõ nhưng mà thực ra nó nhiều. Cho nên các bạn về các bạn trồng sẽ cây rất là nhanh phục hồi và mau tốt ha. Cái này mình trồng khoảng 4 tháng này có trái nha các bạn. Nếu mà các bạn chăm sóc tốt thì có 3 tháng thôi. Hả? Cái này cỡ 1 tháng. Tháng à, tháng có trái hả? Trồng bình thường giờ nó đang lên đó. Một tháng là có trái nhưng mà các bạn muốn để lấy ngó thì cỡ 4 tháng ha. Cây con thì 20, cây này thì có trái thì 30, cây này thì 40. Rễ tốt nè chị. Thấy cái rễ không? Trồng dễ lắm luôn. Ôi chậu đó đi thấy cưng lắm. Sáng giờ vô chậu bán hết. Còn không á thì em tự mua cây trái thì em vô hoặc em mua cây. Sáng mình nhập nhiêu chậu vậy? Sáng mình nhập hết nhiêu chậu vậy? 250 chậu hả? Bán giờ còn nhiêu? Còn ít lắm nha các bạn, nhanh chân nha. Các bạn coi dâu chịu nhiệt và trái tốt nè. Chia sẻ lại cho các bạn xem nè. Chỗ này tốt quá ta.
chín đỏ đó chị. Đó giống à. Mấy cây này chị biết sao không? Nó còn ra nữa nè. Đang tốt nè ha. Mấy cây cây ra mấy trái đỏ đỏ đó đó là biết sao không? Là hồi đó nó gì nè. Chỗ này cũng tốt rồi chị, chỗ này tốt lắm nè, trái nó đều nè, cây tốt, gốc tốt. Đúng rồi à, tao mua thêm à. Mua viên nén sữa dừa luôn á. Hôm nay chị về vô giống nha các bạn. Đây là vô giống nè. Ngày mai thì có dâu sa chi nha các bạn. Các bạn đến nhanh chân thì sẽ còn dâu đẹp và ưng ý ha. Còn đây là rễ của bộ rễ của dâu nè các bạn. Rất là tốt luôn nha. Cái dâu Hana này là dâu chịu nhiệt của Nhật Bản luôn nha các bạn. Có trái thì 30, còn dâu mà không trái thì nó sẽ 20. Cái này sao chị? Cái đó 40, còn cây cái 20. Còn ở đây chị vô chậu sẵn thì 40.000 có trái này nha các bạn. Chị vô bạch tiết à. Hana chứ hả? Hana luôn nha các bạn, vô chậu có trái sẵn này các bạn. 40. Đó. Các bạn yên tâm nha, rễ rất là tốt á, nó mau hồi sức lắm đó. Nè. Trái chùm chùm luôn á. Chậu này là 40 phải không chị Thủy? Đúng rồi, 40. Còn nếu mà chậu cây không trái á, không chậu á. Chậu treo nè các bạn, rất là dễ thương luôn rồi ha. Chậu này trái nhiều nè chị. Nè nè, chậu này nè. Chậu này trái tròn đều nè. Thấy không? Chậu này trái tròn đều nè, thấy không? Chậu đó là cặp này nè, đúng rồi nè, thấy không? Nó còn phát triển nữa. Đây là chậu 40 nha các bạn, có trái nè. Đây nha. Đây nữa nè các bạn, 40.000 một chậu. Dâu hả chú? Đây là giống cây này nha các bạn, có hoa nè. Cái này là 30.000 một chậu nha. Các bạn nhanh chân đến để chọn được những cái cây tốt về cho mình ha. Bảo đảm các bạn rễ rất là tốt nha. Hồi nãy mình mới review đó. Dâu này là giống dâu Hana của Nhật các bạn, chịu nhiệt tốt, trái nhiều và độ ngọt cao ha các bạn ha. Khách mua nè các bạn, chậu gì là 40, tại có vô chậu treo sẵn hay các bạn ha. Là em ở Đà Lạt tại sao nó không nhận được?
Còn đây là dâu con nè, mình sẽ lựa đậu nhiều chứ không? Dạ cái này đang giảm giá 80.000 một chậu chú, có trái luôn nữa nè chú. Em 70 hả chị, cái này 70 hả 80? 70 chú. Không mất không? Thì giảm giá rồi chú. Cái này chị để ngoài nắng luôn á chú ha, cho nên nó tốt là nó chịu nhiệt tốt, có để nắng nguyên ngày luôn á. Cái này cùng giá chú. Còn chậu trong đây là 20 nè, có rễ tốt hồi nãy con mở ngoài kia á, rễ dạ về chú trồng. Cái này là giống Hana, giống chịu nhiệt á chú. Mình bây giờ mình lựa gì vậy? Dạ con đang quay chia sẻ với các bạn điểm bán dâu tây các con cập nhật thường xuyên á. Dạ bây giờ mình lựa 20 chậu về mình làm giống nha các bạn. Dạ dưới thì có trái thì 30 chú, còn không trái thì 20. Mình nếu mà các bạn mua về các bạn lựa ở đây thì mình thấy cái nào cũng như cái nào nha các bạn. Đây có đọt nó đang lên tược nè. Về ở đâu đem về vậy? À, dạ Đà Lạt hả chú. Nhưng mà nó thuộc cái loại giống này mình trồng khắp từ miền Bắc tới miền Nam, chỗ nào cũng có chỗ trồng giống Hana này, nó chịu nhiệt tốt á. Lên tới 40 độ C luôn. Chậu nha các bạn. Đây khắp luôn nha các bạn. Vậy đọt rồi đứng nghe không? Dạ chú ơi. Còn nhiều lắm á chú cứ lựa đi chú. Này chú đang lựa không á. Dạ. Cái này là chỉ bán 20.000 một chậu. Ê, nhưng mà 10 chậu là 150 phải không chị? 10 chậu là 150 phải không? 10 chậu. Dạ. Mấy rồi? 2 4 6. Đây gian hàng khách mua nha các bạn. Bán cũng hơi vui ha. Cái này là chỉ chậu trên sân, chỉ trồng trên sân thượng nè phải không? Chậu đó 90 phải không chị Thủy? Chậu đó 90 đó cô, trong đây thì 80 ha. Cái đó là giống New Zealand đó chứ cô. Giống New Zealand. New Zealand là giống chịu nhiệt á. Ờ chậu đó 90 luôn á bạn. Hana, bạch tuyết kìa chị, bạch tuyết nhiêu kìa chị? Bạch tuyết. Chú chờ chút xíu chị vô chậu cho chú. Mì rửa được không?
có cái vòi nước thôi. Chị Thủy, chị mấy trong chậu trong đây là trái nhỏ hồi đó giống như vậy đó, nó lớn lên nè, là mấy trái làm hồi đó nó nhỏ vậy, tới giờ nó lớn lên nó đỏ, nó chín đỏ đó. Dạ đó nữa, nó lớn lên nó chín đỏ giống như trong đây. Chị lấy hai chậu hay sao? Ờ chậu đó cũng đẹp đó chị, có trái bự bên đây đó nè. Trắng. À, cái này đỏ chú. Trắng là mất hơn hả? Dạ trắng bạch tiết á chú, bạch tiết nó ngọt. Bây giờ mình mua 20 chậu nha các bạn. À, chậu thì các bạn lựa sao cũng được, tại giống này nó cái nào nó cũng như nhau thôi. À, mình ghế nè các bạn thấy đều như nhau ha. Tốt hết à. Ghế nãy ngoài dằn ươm luôn á, ghế về trồng ghế tốt rồi trồng mau lên lắm, mà cây nó mau lên lắm nha các bạn, trồng về khoảng chừng tháng ngoài là có bông liền á. Bên đây là nhắc lại những bạn, bên đây có trái là 30.000 nha các bạn. Đó. Cái đó có bông, đừng lấy, thôi lấy. Nó nằm trong phòng đó. Ngoài cái phòng đó. Vô bọc lại đi. Các chậu lấy ngó nè các bạn ha. Bán dâu tây là dưới chân cầu số 3 nha các bạn, gần với bệnh viện Đa khoa Trung ương á, Cần Thơ. Hướng này là hướng 3 tháng 2 nè các bạn, đi về đi về đường trên bệnh viện Đa khoa ha. Các bạn sẽ thấy để dâu tây 80k ha. Bây giờ Tết là chị dập về rất là nhiều giá. Ở đây bây giờ vẫn còn một vài chậu nữa các bạn, ít thôi, là dâu tây bạch tiết ha. Dâu bạch tiết nè, dâu này đang phục hồi sức lại nè các bạn, thấy nguyên một ngày phơi nắng nhưng mà lá nó vẫn cứng nè, vẫn tốt nha. Và còn nữa là dâu
khách mua trống chỗ luôn nè các bạn, không dâu New Zealand nè, mới nhập về hôm bữa đó, giờ còn có mấy chậu thôi à. Đó. À. Trái chín rồi các bạn, đi gần ở đây mấy chậu này trái nhỏ nhưng mà ăn vừa Tết các bạn, nó lớn lên kịp đó nè. Mua về mình dưỡng lại cũng được nữa các bạn. Còn riêng về gói dâu, gói dâu này gói dâu Hana đây, có lẽ các bạn phải nhanh chân thôi chứ không phải là mau hết lắm, khách vô mua lần vài chục chậu thôi các bạn ha, rễ rất là tốt luôn á nè, quá chừng rễ rễ dày rễ to ha. Xíu cái này còn cây này là 20.000 nè các bạn, mua 10 cây thì nó là 150 ha, là giá rẻ đó các bạn, cây cái mô đã 20.000 rồi. Cái này cây ngó, cây ngó ở trên mạng là bán 17.000 mà cây nhỏ hơn này, cái này cây bự nha các bạn. Đây người ta vô đất sẵn mà cho nên các bạn về trồng yên tâm hơn ha, cây nó mạnh hơn, nó đã trải qua thời gian dài rồi. Giờ mình về nha các bạn, về mình trồng dâu thôi. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Các bạn nhớ điểm bán là dưới chân cầu số 3 gần với bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nha, trên đường Nguyễn Văn Linh.